Chủ tịch FIA Jean Todt cho rằng sự kiện đua chặng đua F1 ở Hà Nội là một cách đánh thức tiềm năng của người Việt Nam trong tương lai về một đường đua ví giống như thánh đường tốc độ và sẽ thu hút được sự chú ý của nhiều tay đua xe nổi tiếng trên thế giới. Trong tương lai, Việt Nam cũng sẽ có khả năng tổ chức được một đường đua F1 giống như các thánh đường tốc độ như là Monte Carlo, Silverstone ở Anh hay là GP Pháp và Monza ở Italy. Đường đua F1 Hà Nội và các khu chức năng được triển khai trên tổng diện tích 88 ha, gồm phần thuộc khuôn viên của khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình và một phần đường giao thông công cộng. Đường đua Hà Nội Việt Nam là đường đua thứ 3 trên đường phố, là một phần trong hệ thống giải đua xe F1 vô địch thế giới. Cấu trúc đường đua dài 5.565 km được thiết kế bởi tập đoàn TK của Đức, gồm có 22 góc cua kinh điển được kế thừa và lấy cảm hứng từ những đường đua hấp dẫn nhất thế giới như Đức, Monaco và Nhật Bản. Dự kiến toàn bộ các hạng mục của đường đua công thức 1 Hà Nội sẽ được hoàn tất vào tháng 3 năm 2020. Từ tháng 4 năm 2020, Hà Nội Việt Nam sẽ chính thức trở thành một trong 22 địa điểm trên thế giới tổ chức giải đua xe F1.